Thời gian gần đây do tình hình nguồn cung ứng vật liệu cát khan hiếm đã ảnh hưởng đến việc triển khai thi công nhiều công trình giao thông tại địa phương. Để giải quyết vấn đề này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các địa phương và các ngành hữu quan triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông, thúc đẩy giải ngân nguồn vốn đầu tư công đã được phân bổ. Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành và đưa vào khai thác dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 1 huyện Vũng Liêm vào tháng 4 năm sau. Vì vậy, ngay sau khi nhận được mặt bằng sạch, đơn vị thi công đã tập trung nhân lực, máy móc, phương tiện, thiết bị để nhanh tiến độ thi công. Song, do hiện tại nguồn cát cung ứng phục vụ san lấp nền đường không đáp ứng đủ yêu cầu, nên tiến độ thi công công trình chậm so với kế hoạch đề ra. Lượng cát cung cấp mỗi ngày nó trung bình phải tầm 1.000 mét khối. Nhưng hiện nay khó khăn, nó khan hiếm cái nguồn cát á, cho nên là nguồn cung cấp bị chậm trễ. Hiện tại thì trung bình nó cũng khoảng tầm 200-300 mét khối trên ngày. Đúng thời hạn thì đến giờ là cái phần nền đường cát của mình là phải xong. Hiện giờ mình tầm 1.200 mét trên 4.200 mét. Còn tại công trình xây dựng cầu đường đến trung tâm xã Nhân Bình, huyện Trà Ôn, đến nay, sau gần một năm triển khai thi công, tiến độ thi công công trình cũng chỉ mới đạt 25% so với kế hoạch, với tổng khối lượng đã thực hiện gần 17 tỷ đồng. Nguyên nhân chính làm chậm tiến độ thi công công trình là do thiếu nguồn cát phục vụ thi công nền đường. Nhu cầu là của dự án này, gói thầu này là 49.000 khối, mà hiện giờ là đã thi công được 9.000 khối, còn thiếu 40.000 khối nữa. Tiến độ thì mỗi ngày cung cấp được chỉ có 100 khối thôi, nhưng mà để đảm bảo nhu cầu thì một ngày chúng tôi phải cần là 400 khối. Nếu thiếu nguồn cát san lấp thì sẽ ảnh hưởng tiến độ rất là nặng, vì hiện giờ là thời gian thi công của dự án này đó cũng đã gần hết. Hiện tại các công trình do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư đều gặp khó khăn trong thi công do thiếu nguồn cát phục vụ san lấp. Với việc triển khai thi công các dự án chuyển tiếp từ năm trước và những dự án mới trong năm nay, thì tổng nhu cầu cát san lấp đối với các công trình do đơn vị làm chủ đầu tư gần 1 triệu mét khối. Tuy nhiên, do nguồn cung khan hiếm, nên khối lượng cát về đến công trình chỉ mới đáp ứng khoảng 30-40% nhu cầu thi công của các nhà thầu. Tất cả các dự án hiện nay thì do Ban Quản lý Dự án làm chủ đầu tư là đều gặp vấn đề khó khăn về nguồn cung cấp cát. Thì vấn đề này thì chủ đầu tư cũng đã có báo cáo về Sở Giao thông cũng như là các sở ban ngành để tham mưu cho cấp thẩm quyền trong thời gian tới là có hướng tháo gỡ khó khăn vướng mắc này để đảm bảo cho giúp chủ tư cũng như nhà thi công là có đủ nguồn cung cấp để thi công cho công trình. Việc đảm bảo đủ nguồn vật liệu cát san lấp nền đường sẽ là điều kiện quan trọng để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông, đồng thời góp phần thực hiện tốt nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Hiện nay thì công tác xây dựng cơ bản, đặc biệt là các cái công trình thực hiện cái nguồn vốn đầu tư công đang đi vào cái thời giai đoạn quyết liệt, tập trung để đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên cũng còn một số công trình vướng mắc do cái thiếu cát. Ủy ban tỉnh cũng đã chỉ đạo đối với các ngành, các địa phương, đặc biệt là chủ đầu tư các cái công trình phải chủ động cùng với các nhà thầu để tìm cái nguồn nguyên liệu đáp ứng kịp tiến độ. Còn song song đó thì tỉnh cũng đã hỗ trợ để giao cho Sở Tài nguyên Môi trường cùng với các địa phương, các ngành chức năng phải tham mưu cho ủy ban để thực hiện chọn lựa các cái mỏ mà đáp ứng được cái yêu cầu để san lấp mặt bằng cho các công trình trọng điểm của tỉnh để chúng ta đẩy nhanh tiến độ và phát huy hiệu quả trong năm 2024. Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh và sự hỗ trợ có trách nhiệm từ phía các sở ngành liên quan, tin rằng trong thời gian tới, tình trạng thiếu hụt nguồn cát san lấp sẽ được khắc phục để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng tại địa phương, hoàn thành đúng theo kế hoạch đề ra.